Nam em rơi vào bảng tử thần, một bảng đấu đầy kịch tính. Sau màn lột mặt nạ chấn động ở tập 12 The Hero, Nam em đã tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc trong tập 13, nhận được mưa lời khen từ ban giám khảo. The Hero, thần tượng đối thần tượng phiên bản Idol Cam đã hé lộ những hình ảnh mới nhất trong tập 13. Trải qua hai vòng đầu tiên với một nửa đoạn đường tại The Hero, các chiến binh của chương trình đã có những màn bứt phá ngoạn mục, từ đó mang đến những tiết mục đốt cháy sân khấu. Tuy nhiên, vào tập 12, đội thi là The Last và Chu Thí Quỳnh đã phải dừng chân tại The Hero. 10 đội còn lại sẽ được chia làm 3 bảng đấu, tương ứng với sự lựa chọn của 3 đội đang có điểm tích lũy cao nhất cũng như giành chiến thắng ở vòng 2. Đó chính là Roya Family, Riu Lê và Minh Linh và Team Huỳnh Gem Binboy. Ở tập 13, Huỳnh Gem Binboy đã lựa chọn Tina, Khoa và Nghị và Win của Nam Em cùng một bảng đấu tạo nên bảng tử thần với những đội thi nặng ký. Chủ đề của vòng đấu này chính là các ca khúc nổi tiếng và những sự kết hợp với khách mời. Trên sân khấu The Hero, Quỳnh Gem chia sẻ đối với bài này: "Em và Binboy đã cãi nhau rất nhiều, cãi nhau đến 3 giờ sáng. Không những thế, Huỳnh Gem cũng ức tiết lộ sự bất ngờ trên sân khấu. Từ lúc tụi em thi chương trình này, anh Khoa là bơ tụi em luôn, không có nói chuyện gì đến tụi em nữa." Trong vòng đấu này, Tia cũng mang đến một ca khúc đình đám trong làng nhạc Việt thời gian gần đây. Đó là ca khúc Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Khoa cũng quyết tâm thay đổi hình tượng ở vòng đấu này. Còn Nam Em cũng nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo. Đây là tiết mục mà Khoa cảm thấy thích nhất từ đầu chương trình đến giờ của Team Win, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa nhận xét. Mai Tiến Dũng lần đầu ngồi ghế giám khảo The Hero cũng dành những lời khen cho Nam Em, rất khen cho Nam Em lần đầu tiên xem. Nhưng Khoa đã nói đây là tiết mục xuất sắc nhất và rất vinh dự được xem tiết mục này. Với những sự đầu tư chỉnh chu cùng một bảng tử thần, Nam Em và các đội sẽ tạo nên một điều thú vị cho khán giả. Các bạn ơi, hãy cùng theo dõi The Hero và cài view cho Nam Em để cô ấy thành công trên tất cả mọi mặt trận nhé các bạn. Hãy ủng hộ Nam Em trong con đường sắp tới của cô ấy đi nhé các bạn ơi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.